Thưa quý vị, đáng chú ý nhất trên cả nước trong ngày hôm nay đó là thời tiết tại các tỉnh thành Trung Bộ. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, mưa to đến rất to tiếp tục kéo dài cả ngày trên toàn khu vực với tổng lượng mưa được dự báo là từ 150 đến 300mm, có nơi trên 350mm. Vâng, thưa quý vị, mưa liên tục trong vài ngày như vậy nên nguy cơ cao có thể gây ra lũ quét sạt lở đất và làm cho lũ ở trên các sông từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế lên mức báo động 1. Và bên cạnh đó thì mưa và lũ cũng nhiều khả năng sẽ gây ra ngập úng tại các vùng trũng thấp và khu đô thị ở các tỉnh thành trên. Mưa sẽ khiến cho tầm nhìn bị hạn chế, đường xá trơn trượt. Vì vậy, quý vị hãy hạn chế tối đa lưu thông trên đường vào lúc trời mưa lớn hoặc là di chuyển chậm, quan sát kỹ để đảm bảo an toàn.